Theo như Thảo My được biết thì các thành viên trong nhóm Monster rất là đa tài. Một bạn thì có thế mạnh về rap nè, một bạn thì có thế mạnh về nhảy, và riêng Lân thì lại có thế mạnh về sáng tác. Không biết là các bạn có định hướng sẽ phát triển thành một những nghệ sĩ đa năng không, và lấn sân sang các lĩnh vực khác chẳng hạn? Thật ra thì để nói về Monster thì ngay từ ban đầu Estable chính đã định hướng là Monster là một nhóm nhạc 5 thành viên. Khi mà đứng chung với nhau thì sẽ tạo thành một tổng thể thống nhất và tạo thành một nhóm nhạc với nhiều màu sắc khác nhau, nhưng mà mỗi thành viên thì đều đảm nhận những cái vị trí nhất định và có những cái tài rất là riêng, khác biệt với những người còn lại. Ngay từ đầu đã định hướng những cái định hướng solo và mỗi thành viên thì đều rất là đa di năng. Hôm nay khi mà nhắc đến sự thành công của Monster thì không thể không nhắc đến sự hỗ trợ rất lớn từ ST319 và cả người mà các bạn hay gọi bằng cái tên rất là thân thương, đó là bố Aiden. Không biết là trong chương trình ngày hôm nay thì các bạn có muốn nhắn nhủ đôi điều đến những người đã luôn hỗ trợ mình không? Trước hết thì em xin cảm ơn đến tất cả mọi người trong ekip của ST319. Cảm ơn bố Aiden. Nhờ tất cả mọi người mà em đã có được một đoàn thế lớn của ngày hôm nay, là một mẫu trong Monster. Em không biết nói gì hơn nữa. Thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đối với Ki mà từ khi mới vào nhóm nhảy thôi, tầm 9 thôi thì lúc đó Ki còn rất trẻ con, và sau khi mà đi chặng đường dài của bố Aiden thì đã học hỏi rất là nhiều thứ, rất là nhiều về kiến thức âm nhạc, về cách sống, về cách làm người. Nên là đã tạo ra Ki trưởng thành ngày hôm nay và là một mẫu của Monster. Bản thân Nicky thì rất là thích ngoài việc rap và ca hát, rất là thích nhảy. Ngoài nhảy ra thì định hướng bản thân là thích giao tiếp nhiều, thế nên là muốn làm VJ, và thật sự thì rất là thích thử sức ở trong lĩnh vực là phim ảnh, muốn diễn xuất. Còn về Ki thì mọi người nhận xét thì Ki có một thế mạnh về rap, về giọng rap cũng như là về ngoại hình, nên là sắp tới thì Ki sẽ có một vài sản phẩm kết hợp với cả một vài nghệ sĩ khác để mang tới mọi người những sản phẩm âm nhạc mới mẻ hơn. Và hiện tại thì Ki và Monster cũng đang tham gia một vài lớp diễn xuất, và có thể mong muốn là sẽ có một cơ hội nào đó với phim ảnh. Lỡ đâu hai anh em mình được đúng lắm chúc một bộ phim thì sao? Vì bây giờ thì Monster vẫn đang trau dồi thêm những cái kiến thức khác về diễn xuất, thì Monster đều được đào tạo thêm. Thế nên là mong rằng trong một thời gian ngắn thôi thì Monster sẽ có cơ hội không chỉ từng người một đâu, mà cả Monster sẽ đứng ở trong một bộ phim nào đấy, và mọi người mong rằng sẽ ủng hộ Monster.